Đâu không ngập, không rẻ mới đâu dựng đựng lên về đâu. Không. Tao ăn lấy cỏ ra mà, tao là cỏ chắc chắn. Nó ở chung với thằng Lý Tống á. Cái lúc mà thằng Lý Tống và thằng Lương hai thằng ở tầm cái năm. Năm ở... Gì á? Một cái năm ở... Ở Sơn Hòa hả? Nghe ra dự quỷ á. Cái chỗ mà Lâm Sơn á, chúng ta không luyện Lâm Sơn á. Cục sáng đó hả? Mình nó lồn quá là ai cũng mới đó.